Bùi Thiện Khiêm quay xong rồi đem về lồng tiếng. BTK Việt Nam phát hành bộ phim Kế Bên Bến Thượng Hải với sự tham gia của Hà Thiên Sa, Trần Võ Thanh Duy và một số diễn viên khác sẽ lộ diện ở phim khác. Thành phố Thượng Hải năm 1939. Sau khi các thế lực giang hồ tranh giành và tiêu diệt lẫn nhau, các bàn hội lớn tại Thượng Hải lúc bấy giờ hầu như đã tan rã. Những tài anh chị khét tiếng trong giới giang hồ như Phùng Chính Nhiễu, Đinh Lực và Hứa Văn Cường cũng đã lần lượt qua đời hoặc mất tích. Nhưng tên tuổi của họ vẫn được lưu truyền và nhắc đến trong sự kính nể của cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo. Trong đó có cả tên Mười Khỉ, là một trùm xã hội đen đương thời đã thâu tóm hầu hết tất cả những sòng bài tại Thượng Hải. Mười Khỉ là một người rất trọng chữ tín và rất thích so tài trên ván bài với những ai nổi tiếng là đấu thần. Nhưng hầu hết những người này đều bị bại dưới tay của hắn và sau đó thì bị hắn thủ tiêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.